Xin chào quý vị, tôi là Phúc Nguyên đến từ chuyên trang bất động sản.com.vn. Và ngày hôm nay Phúc Nguyên sẽ cùng quý vị đi tìm hiểu về dự án Brickland Residence tại một đô thị trẻ vừa mới lên thành phố kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2024. Đó chính là Bến Cát, thành phố thứ 5 trực thuộc tỉnh Bình Dương. Hiện tại thì tôi đang đứng ở trục đường chính đi vào dự án và cách đây 100m chính là đường Trần Đại Nghĩa. Tuyến đường này thì kết nối khu công nghiệp Mỹ Phước 3 và V-Ship 2 mở rộng. Và mặt tiền của khu đô thị Brickland Residence cũng nằm trên đường Trần Đại Nghĩa. Khu đô thị này có quy mô 15,46 ha do Kim Oanh Group phát triển. Thưa quý vị, khu đô thị Brickland Residence tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố Bến Cát và bao quanh là khu dân cư hiện hữu cũng như là khu đô thị mới Sầm Uất. Đây cũng là nơi có nhiều tuyến giao thông huyết mạch như Lê Lợi, Dân Chủ, Quốc lộ 13, DT741, Nguyễn Văn Thành, Vành đai 4, Đại lộ Mỹ Phước, Tân Vạn, Bào Bàng, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Bến Cát, Chơn Thành. Một bức tranh hạ tầng giao thông khá là hoàn chỉnh và quy mô đúng không thưa quý vị? Và Phúc Nguyên cũng tin rằng trong tương lai gần thì thành phố Bến Cát sẽ trở thành đầu mối giao thông trọng điểm của tỉnh Bình Dương cũng như là khu vực phía Nam. Điều đó sẽ giúp cho dự án Brickland Residence sẽ tăng thêm giá trị rất lớn. Bên cạnh hệ thống giao thông thuận tiện thì dự án Brickland Residence còn liên kề các khu công nghiệp lớn như V-Ship 2 mở rộng, Mỹ Phước 3, Đồng An 2, Tân Bình với hàng trăm ngàn doanh nhân, chuyên gia và công nhân đang làm việc. Theo Phúc Nguyên thì đây là một lợi thế rất lớn cho các chủ sở hữu của Brickland Residence khi mà vừa có thể kết hợp kinh doanh và cho thuê vì nhu cầu nhà ở cũng như là sử dụng các dịch vụ ở khu vực này rất lớn. Phúc Nguyên ghi nhận hiện mức giá trung bình cho thuê những căn nhà phố tại trung tâm thành phố Bến Cát là 6 đến 7 triệu đồng một tháng và những căn shop house là từ 8 đến 10 triệu đồng một tháng. Lúc nãy trên đường di chuyển, Phúc Nguyên đã đo thời gian đi từ thành phố mới Bình Dương đến Brickland Residence chỉ hơn 10 phút. Có thể thấy rằng là vị trí của dự án Brickland Residence rất là tiềm năng. Vậy bên trong dự án sẽ như thế nào? Cái bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo chân Phúc Nguyên đi khám phá nha. Khi đi vào bên trong dự án, hình ảnh đầu tiên Phúc Nguyên nhận thấy là những dãy nhà phố đã xây dựng hoàn thiện rất hiện đại và sắc nét. Hạ tầng dự án cũng đã hoàn thiện hết rồi. Như quý vị có thể thấy thì các tuyến đường nội bộ, trải nhựa phẳng lì, vỉa hè thông thoáng và nhiều cây xanh rợp bóng mát. Hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước cũng rất là chỉnh chu. Và đặc biệt là những tiện ích như là khu vui chơi trẻ em, sân thể thao đa năng, khu công viên đều đã được hoàn thiện một cách rất là chỉnh chu. Và thật sự là Phúc Nguyên đã đi tham quan rất là nhiều dự án rồi. Hiếm có dự án nào đang trong quá trình mở bán mà về hạ tầng cũng như là tiện ích được đầu tư một cách chỉnh chu đến như vậy. Theo thông tin từ Kim Oanh Group, đơn vị phát triển dự án, dọc trục đường chính của Brickland Residence sẽ phát triển thành tuyến phố thương mại. Tôi nghĩ là nếu mà mua những sản phẩm ở khu vực này thì chủ sở hữu có thể kinh doanh rất là nhiều những lĩnh vực như là nhà hàng, spa hay là quán cà phê và cửa hàng tiện lợi cũng như là rất là nhiều những dịch vụ tiềm năng khác. Và tôi đang hình dung là trong tương lai thì khu vực này sẽ rất là sầm uất thưa quý vị. Ngoài tiện ích nội khu, quanh dự án còn rất nhiều tiện ích. Phúc Nguyên đã khảo sát có một số tiện ích quan trọng trong tầm 10 phút di chuyển từ Brickland Residence như Bệnh viện Mỹ Phước, Đại học Quốc tế Việt Đức, Trung tâm Hội nghị Triển lãm Bến Cát, Trung tâm Thương mại Go, Megapol, hệ thống công viên đô thị có tổng quy mô 306 ha cùng nhiều tiện ích đẳng cấp khác của thành phố mới Bình Dương. Bên cạnh những thông tin về vị trí, hạ tầng và tiện ích của dự án Brickland Residence thì Phúc Nguyên cũng rất là hiếu kỳ về thiết kế cũng như là không gian bên trong của những căn nhà phố. Và bây giờ thì Phúc Nguyên xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo chân Phúc Nguyên đi khám phá bên trong nha. Về tổng thể, nhà phố tại đây được thiết kế theo phong cách châu Âu với những đường nét khá mềm mại và tinh tế, kết hợp tông màu xám trắng sang trọng. Đây là không gian của tầng trệt, Phúc Nguyên thấy nó khá là rộng rãi và rất là thích hợp để mà chúng ta có thể kinh doanh. Và giống như là quý vị có thể thấy thì chủ đầu tư người ta đang thiết kế nó thành một tiệm cà phê cũng khá là hợp lý đúng không ạ? Và cái bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển lên khu vực bên trên để xem là trên lầu sẽ có gì nha. Đây là không gian phòng cũ. Phúc Nguyên nghĩ rằng là nhờ có ban công lớn cho nên phòng cũ cũng trở nên thông thoáng, màu sắc và cách bố trí cũng thật là bắt mắt. Thực sự thì Phúc Nguyên rất là thích phong cách trang trí như thế này. Và có một điều rất là đặc biệt, đó chính là chủ đầu tư người ta đã thiết kế khu vực phòng cũ cũng như là phòng bếp tách biệt hoàn toàn với khu vực của tầng trệt. Cho nên là gia chủ nào chúng ta có ý định là kinh doanh cũng sẽ ít bị ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.
Kính thưa quý vị, sau khi tìm hiểu thì Phúc Quyên nhận thấy là dự án Richland Residence có rất là nhiều những lợi thế từ vị trí, giao thông kết nối, hạ tầng cho đến những tiện ích và không gian sống bên trong. Về pháp lý thì quý vị cũng hoàn toàn yên tâm vì dự án có pháp lý đầy đủ. Đặc biệt đây còn là dự án duy nhất tại thành phố Bến Cát được chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Theo khảo sát của bấtđộngsản.com.vn thì hiện mặt bằng giá bất động sản ở thành phố Bến Cát chưa bằng 1/3 đến 1/5 so với thành phố mới Bình Dương. Ví dụ, hiện nhiều dự án tại Bến Cát đang mở bán với mức giá từ 3 tỷ một sản phẩm nhà phố và khoảng 1,8 tỷ một nền đất, thì tại thành phố mới Bình Dương, mặt bằng giá từ 8 tỷ một căn trở lên. So với mặt bằng chung thì dự án Richland Residence mà chúng ta tìm hiểu ngày hôm nay có mức giá mềm hơn, chỉ khoảng 1,9 tỷ cho một căn nhà phố và hơn 1 tỷ cho một nền đất. Phúc Nguyên cũng cho rằng là mức giá bất động sản ở Bến Cát vẫn đang còn khá là mềm so với mặt bằng chung, cho nên là các nhà đầu tư có thể cân nhắc xuống tiền ngay, giúp quý vị có thể tối ưu hóa lợi nhuận. Và chắc là quý vị cũng còn nhớ về việc là Thuận An và Chí An khi mà lên thành phố thì mức giá bất động sản đã tăng gấp đôi trong một thời gian ngắn, đúng không ạ? À, có một điều rất là quan trọng nữa, đó chính là chính sách thanh toán của dự án Richland Residence cũng rất là cạnh tranh trên thị trường. Cụ thể, như để sở hữu một sản phẩm Richland Residence, quý vị chỉ cần có số vốn ban đầu khoảng 320 triệu. Khoản còn lại sẽ được Vietcombank và OCB hỗ trợ vay lên đến 70% với lãi suất cố định 4,8% cho 24 tháng và ân hạn nợ gốc 24 tháng. Với phương thức thanh toán ưu đãi như thế này thì chắc có lẽ là những người có mức thu nhập khiêm tốn nhất vẫn có thể đầu tư được, đúng không ạ? Và theo ghi nhận của Phúc Quyên thì trong buổi sáng ngày hôm nay có rất là đông những khách hàng đến tìm hiểu về dự án. Đây là chưa kể khách hàng còn được hưởng nhiều ưu đãi như chiết khấu lên đến 18% khi thanh toán sớm, tặng 3-5 chỉ vàng khi mua sỉ, chương trình khuyến mãi tổng giá trị lên đến 12 tỷ đồng. Với những trải nghiệm thực tế ngày hôm nay thì Phúc Quyên tự tin nhận định rằng Richland Residence là một trong những dự án rất là xứng đáng để quý vị có thể đầu tư tại khu vực Bến Cát, bởi dự án có nhiều lợi thế về vị trí, tiến độ, pháp lý cho đến chính sách hỗ trợ khách hàng, cũng như nhiều tiềm năng gia tăng giá trị. Và để biết thêm thông tin về dự án, quý vị có thể liên hệ qua số hotline 0988 121212 hoặc truy cập vào địa chỉ website www.richlandresidence.vn. Và chuyên mục đánh giá của chuyên trang bất động sản.com.vn xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.